Hello, xin chào tất cả mọi người. Bọn mình ăn mì tôm nha các bạn nhé. Ô, sao nhiều thế này thì có nói thì táo là nhiều gì vậy? Thế có muốn tao nhiều nhiều Ủa, nó nhiều ấy nhỉ? là cái gì xong một tập. Giá phai như này đi. Nhanh quá. Đúng rồi, và anh nấu mình. Ngon hết đất. Mời các bạn cùng mọi người ăn mì tôm nhé. Nếu áo nữa còn rồi anh sẽ cá để nhớ tốt thì nhận thẻ với là chị nó. Lúc còn rồi anh sẽ cá để nhớ tốt thì nhận thẻ với là chị nhận thẻ. Anh có cá để nhớ tốt thì nhận thẻ. Có cá nhớ tốt. Chứng tỏ là sai việc cũng phải để được người tu. Anh sẽ gây nhuận trái nó bây giờ. Cái này là thảo quả đúng không đi? Hay là nó là cái gì? Hiểu ấy. Hạt tiêu là sao cảm giác nó hú hú kiểu khác thế nhỉ? Thì cả hạt tiêu cả ho. Nhưng nó ho ho kiểu khác không giống như hạt tiêu mình nghĩ hay ăn như sao? Thua. Hay là do bị nó non to quá? Bà bà lấy mất rõ mà mọi người em có mà có nồi có những lọc tầm gì vậy? Ôi mắc tại. Có bữa gió cả đây còn nữa còn nhiều còn mất không tái à anh bị viêm xoang anh bị viêm xoang biết đấy
ở bên mũi mũi ăn ở bên bên pha nữa rồi cứ có cái gì là cứ hạt sủi nữa. Kiểu anh mùa hè đi chăng nữa, không phải mùa lạnh đi chăng nữa, anh đi xe máy anh cũng bị gian. Sao dù phía bán bảo cả là thế.
Đúng không?